Các bạn thì thấy nhìn thấy đây là bảng điều khiển của máy ấy, đang để hiện tại là độ ẩm phần là 73% ạ. Chế độ lọc không khí. Về cảm nhận đầu tiên chiếc máy mình thì mình thấy là chiếc máy hiện nay đang hoạt động khá là ổn các bạn. Bây giờ mình sẽ thử qua một số chức năng của máy. Và cái cảm nhận của mình ở đây ạ, đó là không khí mà khi mà thoát ra khỏi máy ấy. Đây các bạn thấy không khí đây thì khá là nóng, không khí đây. Đây mình giới thiệu qua một số chức năng của máy. Đây là mình có thể chọn phần trăm này, đang được để là 60 nhá. Nếu mình xoay lên đây các bạn thấy nhá, độ ẩm trong phòng mình là 72%, và khi mình chọn là 80% như vậy thì máy sẽ không hoạt động, tự động ngắt khi đạt đến mức mình điều chỉnh á. Bây giờ mình giảm cái mức xuống, mình xuống còn 60%. Cái độ ẩm 60% đây là khá tốt cho da. Độ ẩm tiêu chuẩn của mình là khoảng tầm từ 50 đến 60%, có thể hơn một chút là kém một chút cũng được, mà 60 thì nó tốt cho da. Và khi mình chọn cái độ ẩm là 60% thì máy tự động mở và chạy lại, tại vì độ ẩm của mình hiện tại là đang là 73%. Tiếp theo nút thứ thứ ba đây là nút speed, là tốc độ. Đây thì máy là tốc độ 1 này, 2, 3. Như vậy là có 3 tốc độ. Nếu mình để tốc độ 3, các bạn thấy là tiếng gió khá là mạnh, tiếng gió thoát ra từ đây là khá là mạnh. Và cái độ ồn tất nhiên nó sẽ ồn hơn rất nhiều. Tiếp theo cái nút ở dưới là time. Time là đây là nút này, ở đây chế độ time on, tắt đi, và set này. Set đây là set chế, để hẹn chế độ time on này, time off, thời gian tắt, thời gian mở máy. Swing, swing đây là điều khiển cái cánh cửa đấy. Bạn bây giờ mình nhấn là swing này. Đây, các bạn để thấy là ở đây thì nó sẽ báo hiệu đèn swing, thì cái cánh quạt nó sẽ di chuyển lên di chuyển xuống giống như cái điều hòa. Đến vị trí này mà ok rồi thì mình đã tắt đi ạ. Giữ nguyên lại. Và nút cuối cùng trong đây là chế độ ban đêm. Khi mình nhấn nút chế độ ban đêm, bạn để ý màn hình ạ, nó sẽ tối hơn một chút. Tắt đi. Vâng, đây là sơ qua về chức năng của máy á. Ở trong clip sau thì mình sẽ làm một bài thử nghiệm xem là về cái khả năng hút ẩm của máy thì nó có khá tốt không ạ.